Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay Nơi mà các bạn hay nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn, hôm nay Thuận sẽ nói về một đề tài mà thường nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn và là một đề tài mà nhiều bạn quan tâm tới đó chính là đề tài liên quan tới đồng NEO và cái sự quan hệ giữa đồng NEO và đồng GAS và làm sao để stake đồng NEO hay là giữ cổ phần của đồng NEO để nhận được những đồng GAS miễn phí thì trước khi bắt đầu các bạn hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like và hãy gia nhập vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất bằng cách nhấn vào cái nút đăng ký và hãy chia sẻ cái video này Trước hết chúng ta hãy nói về tổng quan của đồng NEO. Đồng NEO này là một đồng đã có trên thị trường hồi năm 2014. Trước đây họ gọi là đồng Anse hay đồng ANS. Và đồng này được tạo ra bởi hai người chính là Da Hongfei và Eric Zhang. Sau đó hai người này cũng tạo ra một quỹ đầu tư gọi là OnChain từ năm 2016. Và cái quỹ đầu tư này là quỹ đầu tư đứng sau lưng của đồng NEO hiện bây giờ. Và năm 2017 nghĩa là năm mới đây năm vừa rồi thì đồng Anse đã được hỗ trợ và đổi tên thành đồng NEO thì lý do tại sao tại vì đồng Anse muốn có thêm một bộ phận gọi là smart contract hay là còn gọi là hợp đồng thông minh giống như là đồng Ethereum và một cái sự khác biệt giữa đồng NEO và những đồng khác như là đồng Ethereum hay là đồng Cardano là cái hệ thống của họ sử dụng một cái hệ cái hệ thống đồng thuận gọi là DBFT hay còn gọi là Delegated Byzantine Fault Tolerance thì cái hệ thống này thuận cũng đã có một cái video trên cái channel này nói về cái hệ thống này và những cái trở ngại cũng như là những cái những cái cách làm của họ thì cái hệ thống này thì bây giờ có thể giải quyết được khoảng 1.000 giao dịch trong vòng một giây nhưng mà có khả năng trong thời gian tới đây giải quyết được tới 10.000 giao dịch trong vòng một giây. Đó là lời phát biểu của Da Hong Fei là tổng giám đốc điều hành uh, mới đây trong một cái cuộc hội thảo. Và một điều đặc biệt nữa là cái đồng này có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ chương trình như là Microsoft.net, Java hay là Python không những như là những đồng khác như là các bạn thấy ở trên thị trường thì bây giờ là giống như là đồng Ethereum chỉ sử dụng Solidity và cái sự khác biệt giữa cái sự đồng thuận uh, by cái sự đồng thuận DBFT này hay là Delegated Byzantine for Tolerance này là khác với lại đồng Ethereum đồng Ethereum thì bây giờ vẫn còn đang sử dụng hệ thống Proof of Work nghĩa là hệ thống đào và hệ thống của uh, Cardano là Ouroboros như chúng ta đã biết tới và có ba ưu điểm hợp đồng thông minh của đồng Neo ưu điểm thứ nhất là gọi là timestamp hay thời gian hợp đồng thông minh của họ có thể biết được là thời gian thì bây giờ là thời gian nào có nghĩa là có thể làm được những việc như là hợp đồng thông minh thực hiện theo thời gian theo mỗi 7 ngày theo mỗi tháng hay là mỗi năm hợp đồng này có thể là tự kích hoạt được thứ nhì nữa gọi là randomness hay là ngẫu nhiên thì tạo ra một cái số ngẫu nhiên trên hệ thống thì thật sự rất là đơn giản đối với những hệ thống tập trung nhưng mà đối với hệ thống phi tập trung là một cái sự rất là khó khăn tại vì nếu như mà một cái node một cái server nào đó rồi có thể nghĩ là Neo như là một cái server mà tạo một cái số ngẫu nhiên thì làm sao mà toàn bộ hệ thống có thể công nhận đó là cái số ngẫu nhiên thì đó là một điều mà rất khó khăn hiện bây giờ và họ cũng đã có cách để làm được cái điều này để làm cho hợp đồng thông minh có khả năng truy cập ngẫu nhiên và cuối cùng là dữ liệu dữ liệu trong cái hợp đồng thông minh của Neo có thể được lưu trữ riêng hay là lưu trữ công cộng đó là ba cái đặc điểm của đồng Neo liên quan tới smart contract hợp đồng thông minh. Cớ đó nữa là cái sự khác biệt giữa đồng Neo và đồng Gas thì chúng ta đã biết tới đồng Neo là đồng đứng hàng thứ 8 hiện bây giờ ở trên màn hình là chúng ta đã thấy là khoảng uh, bây giờ ngày hôm nay là khoảng ngày 23 tới tháng 3 là khoảng 4.4 tỷ đô la với giá là 68 đô la cho một đồng Neo. Nhưng mà nhiều bạn có thể không biết tới là đồng Gas là đồng đứng thứ hạng 58 như chúng thấy trên màn hình là hiện bây giờ là giá trị giá trị của một đồng gas là 22 đô la thì một điều chúng ta cần biết là hai đồng này liên quan đến nhau và lát nữa sẽ giải thích cái sự liên quan nhưng mà chúng ta thấy là đồng neo tổng cộng sau này sẽ có chủ yếu là 100 triệu đồng gas sau này cũng sẽ có 100 triệu tới năm 2039 là sẽ không còn đồng gas nữa ra đời đồng NEO chúng ta có thể coi như là cái cổ phần ở trong thị trường của đồng NEO còn đồng gas thì mỗi một lốc của đồng NEO là sẽ được sẽ có được 8 đồng gas ra đời thì cũng như là 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 chúng ta thấy uh, liên quan tới là khi mà chúng ta đào những cái tiền kỹ thuật số khác thì chúng ta chúng ta được tặng tiền kỹ thuật số nhưng mà NEO thì chúng ta được tặng đồng gas mỗi một lốc sẽ được tặng 8 đồng gas và mỗi hai triệu lốc của đồng NEO ra đời thì đồng ga sẽ giảm xuống một token có nghĩa là sau hai triệu lốc thì sẽ giảm xuống còn 7 đồng ga theo hai triệu nữa thì giảm xuống còn 6 sau triệu nữa giảm xuống còn 5 mỗi một lóc thì tới năm 2039 thì sẽ không còn đồng ga ra đời nữa đồng neo chúng ta có thể coi như là dùng để mà có quyền bỏ phiếu ở trên hệ thống đồng thuận của họ đồng ga là dùng cái phí để mà triển khai và chạy hợp đồng thông minh của đồng neo tương tự như là tuy một lát nữa thường sẽ nói rõ ràng hơn và khi mà chúng ta dự trữ trong NEO chúng ta sẽ được chia lợi tức cổ phần dưới dạng là nhận được đồng gas miễn phí Các khoản phí này được phân phối cho những người quản lý giao dịch trên mạng như là phần thưởng cho hoạt động của họ trên mạng Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn Thì đây chính là cái blockchain của đồng Ethereum Chúng ta thấy là một lần chúng ta gửi bất cứ đồng Ethereum nào mà chúng ta nhìn vào blockchain chúng ta sẽ phải để cái gas limit Có nghĩa là cái giá, cái giá phí, cái phí giao dịch gọi là cái gas limit ở trên đồng Ethereum nhưng mà ở trên đồng NEO cái phí giao dịch đó gọi là gas là hai đồng khác nhau có nghĩa là đồng Ethereum khi chúng ta giao dịch chúng ta trả phí nó tính bằng gas nhưng mà quy ra là đồng Ethereum thì có nghĩa là chúng ta trả phí bằng đồng Ethereum luôn nhưng mà trên mạng lưới của đồng NEO hai cái này là hai đồng khác nhau khi mà các bạn uh, sử dụng đồng NEO để giao dịch thì các bạn phải trả phí bằng cách là trả tiền bằng đồng gas chứ không phải đồng NEO đó là cái khác biệt nhưng mà cái tư tưởng cũng là giống nhau thì chúng ta nhìn vào có một điều khác biệt hơn nữa là đồng NEO này chúng ta không thể nào mà chia ra số lẻ có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đồng NEO như là một đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng chúng ta không thể nào gửi 1.1 đồng khi mà các bạn gửi 1.1 đồng thì cái chấm một đó sẽ bị hủy bỏ bởi các bạn chỉ nhận được có một đồng mà thôi đó là một điều rất quan trọng chúng ta chỉ có thể gửi số chẵn không thể gửi những cái số nhỏ kế đó nữa là chúng ta có thể tưởng tượng đồng niêu với đồng gas giống như là đồng niêu là cái xe và đồng gas là xăng thì chúng ta muốn chạy cái xe muốn chạy cái hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của đồng niêu thì chúng ta phải có xăng để mà chạy giống như là xe cần xăng thì muốn sử dụng đồng niêu chúng ta phải có gas tương tự như vậy kế tiếp nữa thì câu hỏi kế tiếp là làm sao để có thể lấy được đồng gas thì có rất nhiều cách cái cách mà nhiều người sử dụng nhất là vô cái trang web neo.org client như các bạn thấy trên màn hình để mà tải cái ví neon này về máy di tính của các bạn sau khi tải về cái cái ví này nó sẽ kích hoạt và các bạn tạo một cái địa chỉ ví như các bạn tạo địa chỉ ví mail gì đó sau đó thì cái ví này nó sẽ đồng bộ hóa với lại cái mạng lưới và các bạn có thể là gửi đồng neo từ sàn giao dịch hay là nếu các bạn có sẵn ở đâu đó có thể gửi về cái ví này và trên cái ví này mỗi 5 phút các bạn có thể bấm cái nút claim gas này như chúng ta thấy ở trên màn hình thì cái nút này để thường vẽ cho các bạn thấy được thì cái, cái nút này có thể cho các bạn lấy đồng gas mỗi 5 phút các bạn có thể lấy một lần nhưng mà cái điều mà các bạn không cần lo tới là không cần phải lấy mỗi 5 phút nếu như bạn không lấy thì nó vẫn còn ở đó nó sẽ dồn lên giống như là có thể là mỗi 5 phút các bạn bấm một lần hay là mỗi một tháng các bạn bấm bấm một lần hay là mỗi một năm các bạn vô đây bấm một lần đều không có gì khác biệt cái số lượng gas các bạn sẽ nhận được là sẽ giống nhau. Nếu như các bạn bấm mỗi 5 phút hay là mỗi một tháng bấm một lần. Một cách khác nữa là những sàn giao dịch một số sàn à, sẽ có cách để mà cho các bạn sử dụng đồng neo trên sàn của họ và họ sẽ cho các bạn đồng gas, giống như sàn Binance. Có một điều mà nhiều bạn hỏi thường là hồi nãy Thùng mới vừa nói là đồng neo này không thể chia số lẻ được. Thì tại sao mà trên sàn Binance các bạn có thể mua 0.5 đồng neo mà họ vẫn bán. Cái vấn đề này là tại vì khi các bạn mua như vậy thì cái đó chỉ là con số nằm trên sàn mà thôi, Thật sự cái giao dịch không có thực hiện. Chỉ khi nào mà các bạn gửi về cái ví cá nhân của các bạn thì họ mới thông qua blockchain. Có nghĩa là nếu các bạn có 0.7 đồng neo mà các bạn rút ra từ đồng Binance thì bạn sẽ không nhận được đồng nào. Tại vì ít nhất là phải một đồng neo. Nếu các bạn có 2.5 đồng neo các bạn gửi ra thì bạn chỉ nhận được có 2 đồng neo. Cái đó là khác biệt tại vì cái số đồng neo trên hệ thống các bạn thấy À, chỉ là cái con số mà họ để trên màn hình mà thôi chứ không phải là con số thật khi các bạn rút ra về viết các bạn mới là cái số thật thì trên sàn Binance các bạn có thể gửi vô và các bạn có thể nhận được đồng gas các bạn có thể vô trong chương mục của mình My Account ở trên phía dưới các bạn sẽ thấy một cái mục nó gọi là Distribution History nghĩa là lịch sử của những cái số mà họ trả thì trong đó các bạn sẽ thấy được là sẽ có đồng gas mà họ sẽ trả cho các bạn theo cái tỷ lệ mà đồng neo các bạn đang dự trữ hiện bây giờ thì câu hỏi kế tiếp các bạn có thể muốn hỏi là như vậy thì dự trữ đồng neo nhận được bao nhiêu đồng gas làm sao chúng ta có thể tính được thì cái cách tính của các bạn là có thể vô trang web neochia com này thì chúng ta hãy chờ một chút ok thì bây giờ cái trang web này nó đã đi lên thì giả sử như là các bạn có một nghìn đồng neo một nghìn đồng neo này sẽ cho các bạn là một năm các bạn có thể lấy được là 106 đồng ga cho 1.000 đồng NEO này có nghĩa là nếu các bạn có 1.000 đồng NEO này thì mỗi năm cái lợi nhuận của các bạn là lấy 106 này cho nên 604 nhưng cho cái giá trị đồng ga thì bây giờ là khoảng 22.36 thì các bạn sẽ thấy được là 1.000 đồng NEO này các bạn sẽ nhận được lợi nhuận là 2.379 đô la trong một năm Tuy nhiên số tiền này sẽ mỗi ngày mỗi khác tại vì cái giá trị của đồng gas sẽ mỗi ngày mỗi khác và đồng gas này là hoàn toàn cần thiết nếu như các bạn muốn chạy trên mạng lưới của đồng NEO các bạn nên nhớ là đồng gas này càng ngày sẽ càng hiếm cho tới lúc khoảng chừng năm 2039 là sẽ không còn đồng gas nữa cho nên cái giá trị đồng gas này nếu như mà mạng lưới NEO được sử dụng rộng rãi thì theo lý là giá trị đồng gas này sẽ ngày lại càng tăng và cái giá trị các bạn nhận được sẽ ngày càng tăng nhưng mà một cách làm mà nhiều người làm và đây không phải là lời khuyên đầu tư Đây chỉ là thông tin là một số người thích đầu tư rất nhiều dưới đồng NEO Và họ lấy đồng gas và họ liên tục chuyển đồng gas lên trên sàn bán để lấy thêm đồng NEO Để họ lấy thêm đồng gas và họ liên tục làm như vậy để tăng cái khối lượng NEO lên Nhưng mà các bạn nếu tính theo phần trăm thì nếu như các bạn giữ đồng NEO thì một năm các bạn chỉ có thể nhận được khoảng chừng 3.43 nghĩa là 3.5% Con số này thực sự là không nhiều Chỉ có là nếu như các bạn tin tưởng là đồng gas tăng giá thì có thể là cái số lượng này đáng giá sau này và một điều mà thường có kết luận là các bạn không nên mua đồng neo chỉ vì đồng gas nếu như các bạn đã thích đồng neo đã thích cái cách mà họ làm việc thích cái blockchain của họ và tin tưởng là blockchain họ sẽ phát triển sau này thì các bạn mới mua đồng neo chứ không nên mua đồng neo chỉ vì nhận được đồng gas tại vì thứ nhất là hàng năm khi bạn nhận được chỉ có 3.5%. Và thứ hai nữa là, là đồng gas này giá trị sau này ra sao thì không ai đoán được. Hồi nãy thường nói chỉ là theo lý mà thôi, cho nên các bạn cần phải suy nghĩ lại. Và đây chính là những tài liệu và tin tức liên quan tới đồng neo và làm sao để mà các bạn có thể giữ cổ phần đồng neo, giữ đồng neo để nhận được đồng gas. Hy vọng là cái view này giúp đỡ các bạn hiểu thêm về cái đề tài này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Nếu các bạn muốn gia nhập những sàn giao dịch thì cái link sẽ nằm ở phía dưới. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like để những bạn khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng hơn. Và hãy gia nhập vào chương trình YouTube. Thuận có hai chương trình YouTube và các bạn cũng có thể gia nhập vào Facebook, Telegram, Twitter hay là Steam. Tất cả những cái link đều sẽ nằm ở phía dưới của những cái video mà các bạn đã thấy trên màn hình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau.